Hôm nay ghé nông cơ Nguyễn Châu các bạn để mình làm vài cái clip cho các bạn xem. Cái này là bên cửa hàng máy cày rồi ha. Rồi để làm vài cái clip cho các bạn xem ha. Trước tiên mình quay mình thấy đây có vàng đây. Máy này là máy băm cỏ nè. Máy băm cỏ, băm cây, băm cành cây, băm cỏ mà mình thấy như con này thì có cái hộp số chạy luôn ha. Đây, hai bánh có hộp số chạy xe rùa mini nè. Đó, xe rùa mini quá trời luôn. Các bạn thấy không? Xe rùa này xài động cơ Yanma GA120, hai chiếc giống y nhau. OHV ha. Đó, xe rùa này xe OHV quá đẹp luôn. Này bao nhiêu ký ta? 250 ký. Hai chiếc như nhau. Cái này có ben nha các bạn nha. Dòng này có ben. Đây, kéo lên đây. Ủa, đâu? Đây, à, kéo ra đây. Ben, thôi mà chạy đi. Rồi, đây là máy phát cỏ nè. Các bạn thấy máy phát cỏ này nè. Cái này xài con Mitsubishi G mấy đây không biết, có hộp số chạy đồ đàng hoàng ha, có đầy đủ nhông để băm cây to cây nhỏ. Cái này băm cành nha bạn nha. Ở đây thì nhông này khi mà mình người ta băm cành thì người ta bỏ vô cái nhông lớn vô để cho nó hạ cái hàng ngàm lớn ra đó để vô. Còn Mitsubishi MT 510 5 mã lực. Rồi đây có xe rùa nữa nè. Xe rùa ngồi lái kiểu xe lam nè. Rồi máy xới. Ở đây bán thì giá khá mềm các bạn nha. Tại vì mình đã từng chứng kiến người ta mua. Và mình nói chung mình đi nhiều nơi, mình biết chỗ nào bán mềm bán không mình biết. À, con này xe rùa này Kubota ha, 500 ký. Ô, máy gì ta? À, máy bơm hơi. Máy bơm hơi. Hàng hơi đặc biệt á. Máy để người ta đi sơn đi rồi nè. Nó có cái đầu hơi, có cuộn ống kéo đi. Đây, đây có xe rùa. À, xe rùa quá đẹp ha. Điều cái trời hơi bị tối. Đây, mấy con Mitsu luôn, 350. À, mấy xe rùa mini Sato. Sato là của Mitsu luôn. Honda nè, xe rùa Honda, rùa Honda đẹp lóng lánh ha. Ở đây máy phát cỏ, máy phát cỏ bàn này có số chạy, có số đẩy, có số nè. Các bạn nhìn cái vàng nó nhìn phức tạp ghê chưa. Đây lái nó rồi bóp bên này bên kia nè. Rồi số nè. Tùm lum hết. Con này xài sử dụng động cơ gì ta? Cơ Mitsubishi G6B26 gì. Lòng vòng tùm lum. Rồi đây, máy băm cỏ nè các bạn. Đây nữa nè. Con này thì không có hộp số. Đây máng đồ đầy đủ ha. Như gỡ lên. Đúng rồi, gỡ lên có bản lề. Mới ghê chưa. Đó, Mitsu. Máy băm cành băm cỏ nè. Đây cái bộ dao nó nè. Đó, đây nè. Đây một con kia lớn ra. Shikuko kìa. À, 1, 2. Ngoài kia là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chưa đủ 10 ta. Con này có hộp số chạy nè. Con này có hộp số chạy nè. Con này không nè. Con này không có số chạy, con này không số chạy. Con trong kia cũng không có số chạy luôn, mà lớn luôn. Được hai con có số chạy. Ba con có số chạy, con này em có số chạy nè.
đẹp xuất sắc ha. Này có số chạy nè. Ôi ôi phật bỏ bàn quá trời. Ô mày sới xe đầu kéo nè, mấy sới của Nhật bãi nè. Đó, mấy cái đầu này người ta, mấy cái đời này người ta chuộng lắm, mấy cái dàn sới này nè. Xe rùa đó chuộng lắm. Rồi đây. Tối quá. Rồi đây là con mấy phát cỏ cánh cụp cánh xòe ha. Còn ba con cỏ cánh cụp cánh xòe. Đây. Mấy đầm cốc, mấy đầm rung nè. Mấy đầm rung này là mấy 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 lưu á, xe lưu hai bánh nè. Đó ha, xe lưu hai bánh nè. Mấy phát cỏ ngồi lái John Deere nè. Còn máy này máy gì đây? À, máy xịt. Mitsubishi. Máy xịt thuốc hàng hệ á. Máy John Deere khủng khiếp chứ. Máy phát cỏ ngồi lái John Deere. Hàng khủng. Nâng bàn. Cẩu bàn. Cẩu nè. Cẩu bàn. Đâu mất cẩu rồi không biết. Máy xịt thuốc. Tự cuốn quá trời. Rồi máy xịt thuốc ngồi lái kìa. Con bò xịt thuốc kìa. Xe rùa. Máy phát điện. Các bạn mua gì cứ muốn mua gì cứ alo. Alo cho ông chủ rồi ông sẽ cho các bạn Zalo cho các bạn xem thôi. Đây. Xe rùa ngồi lái quá đẹp ha. Máy phát điện cỡ lớn này nha. Con này bao nhiêu ký ta? Khủng khiếp á, xe rùa quá đẹp. Như xe hơi luôn. Có bình luôn nha. Có đèn luôn ta. Trợ lực tay lái điện luôn. Máy phát điện hàng khủng. Xe rùa. Thôi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình quay máy cày cho các bạn xem ha. Rồi mình chuyển qua mình quay máy cày ha. Máy cuốc lỗ nè. Máy xài động cơ hai thì vậy đó. À động cơ hai thì. Máy cuốc lỗ nè. Máy xịt tự hành nè. Máy tự hành luôn nè. Máy này máy gì ta? À máy sới. Máy sới xài động cơ hai thì nè. Sới Mitsubishi. Máy xịt thuốc tự hành đây nè. Máy xịt thuốc nè. Có ống cuốn luôn nè. Rồi xịt thuốc luôn.
xịt thuốc luôn trên cái dưới cái bịch xu này có hộp số chạy luôn ha. À, máy xới đất nè, rồi máy đâm bàn. Xới đất nè. À, máy xịt thuốc đây nè, xịt thuốc xay máy dầu luôn. Máy dầu có đề luôn. Yanma NFD. Kìa, máy xịt thuốc có bình luôn. Có bánh xịt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình quay máy cày cho bạn xem ha.